Shop hàng nhà đồ điện xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2021, em tiếp tục lên sóng một chiếc máy lọc không khí Hitachi 4 chức năng. Chức năng lọc không khí, khử mùi, bù ẩm và đặc biệt có chức năng hút ẩm các bác nhé. Con máy bán rất là chạy, gần như là nhập về bao nhiêu bán hết gần đấy. Năm nay cũng may mắn nhập được khoảng chục chiếc máy này. Tình trạng máy về hình thức thì như con này các bác nhìn trông rất trắng sáng. Con này vỏ thì đã được sơn lại nhé. Hình thức như trên clip. Tình trạng máy bên ngoài như clip các bác xem như nào thì các bác mua máy là như vậy nhé. Gửi đúng con máy này. Mua con nào thì em gửi đúng con đó chứ không có mua con này gửi con khác. Trên các bác mua hàng cứ yên tâm, mình đã xem clip con nào rồi, thì là các bác mua xe mua đúng con đây. Con này thì nó đầy đủ 4 tính năng. Trên này sử dụng phân khu rất là dễ dàng. Bên này khu vực là lọc không khí, khử mùi, bù ẩm và bên này là hút ẩm. Phân chia rất rõ ràng. Đây là đèn báo độ ẩm. Có bạc khử khuẩn, công nghệ nano titanium. Đây. Vừa hút ẩm, lọc không khí, khử mùi. Thế này là bình nước các bạn này, bình nước nhé, bình nước hơi vướng, rút ra sau. Bình nước có tác dụng là chứa nước hút ẩm và chứa nước bù ẩm. Một tay cầm thật trôi cái này mất. Bên trong này là màng lọc HEPA. Con này sử dụng màng lọc HEPA các bạn nhé, màng rất là to luôn. Thì nó cho cái tác dụng lọc không khí rất là tốt, khử mùi cũng rất là tốt luôn. Đấy. Màng lọc HEPA vẫn nguyên bản nhé, đi theo máy zin. Cho tác dụng lọc không khí khử mùi rất là tốt luôn. Đấy. Bên trong này là màng than rất là to. Đấy. Màng than rất là to các bác nhé. Màng này các bác nào mà khử mùi rất là tốt. Đấy. Con này đẹp, mọi tính năng của nó đều hoạt động khá tốt luôn, từ hút ẩm lọc cho đến lọc không khí, bù ẩm, khử mùi rất là tốt. Con này thì vẫn nguyên bản điện 100V các bác nha. Điện vẫn nguyên bản 100V, giá em bán 3,8 triệu. Để các bác nào mà có nhu cầu về máy lọc không khí kiêm hút ẩm thì các bác liên hệ. Một máy kiêm luôn tất cả các tính năng đầy đủ luôn, rất là tiện lợi. Đấy. Giá 3,8 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Xin chào các bác.